Hello, xin chào cả nhà. Thì bây giờ mình đang đi, mình đang ở trong khuôn viên trường đại học rồi các bạn. Có cái cây kìa, đỏ hết, nó rụng xuống rồi các bạn. Cái cây này nè, biết cây này là cái gì vô không biết, mà vô đây là vô đi đi mua phô mai, phô mai của trường đại học họ làm luôn á, làm ngon lắm đó. Cửa hàng phô mai nè các bạn, phô mai rồi mứt các loại. Thì cái này là phô mai do trường đại học làm nha, của Mississippi State. Họ có bán thịt nữa nè các bạn. Nhưng mà có vẻ cái thịt của họ bán giá cao hơn bên ngoài á. Ba hũ mức là 16 17 đồng chưa cộng thuế, thuế chắc cũng thuế bỏ vô nữa chắc cũng 20. Đây là cheese. Đó hiếp. Oh, catfish. Catfish nè các bạn. Cái này là cá chê á, catfish là cá chê á. Ở bên Mississippi này nó trồng cá chê nhiều lắm. Con cá chê này á là của tiểu bang nuôi ở tiểu bang Mississippi luôn nha các bạn. Mà đây là nó bán cá phi lê cơ mà nó lóc xương bỏ hết rồi. It's good. Yeah. Còn cái này là kem này cũng của bên Mississippi nó làm luôn. What's that? Jelly. Oh. American jelly. Yeah, I can see that. This is grape juice, not wine juice. Mm-hmm. Cái này là nước nho ép nè các bạn, nho ép. Cũng của Mississippi luôn. Nói chung là cái này là đồ local của Mississippi State làm. Mình chưa ăn kem của nó. Oh, okay. Right here, yeah. Đây nè, phô mai nè các bạn. Thì cái cheese này á là nó có hai ba loại lần. Thì cái loại mà chồng mình hay lấy là cái loại mà nó có ớt ở trong á, có ớt mễ ở trong á, ăn ngon lắm các bạn. Nó vô thích. Mà cục nó bự lắm, cục nó bự quá lớn vậy nè. Rất là ngon. The orange jam, yeah. Cái trái này là giống như cái sung của mình đó các bạn, coi nè. Ở bên này nó có bán trái tươi nữa đó. À, thấy ghê quá à, không thích ăn. Nhưng mà có mấy chị bạn người Việt Nam của mình lại thích ăn lắm, họ nói ngon á. Nhưng mà vô ăn không được, lấy cái sung rồi nè. Đây nè ha, giống như cái sung của mình không? Đó, 5 đô một củ. Fish. Còn cái này là cái gì vậy ta? Cái trái này là trái gì á? Chứ mà vô cũng có rành mấy cái trái cây ở bên Việt Nam, mấy cái nào mà căn bản ăn, còn mấy cái mà không có thường ăn. Muscada là nho rừng. Nè, cái này là nho rừng các bạn. Thì chắc cái đó cũng là nho rừng mà có giống khác quá à. Muscada là nó dạng như nho rừng á. Chán chưa cái chỗ bánh phô mai. Ông xã mình ha. Dễ thương quá. Oh, vô được. Xã mình đi lấy xe, tại vì đã mua online rồi, bây giờ chỉ muốn ghé giùm lấy thôi. Đây nó có nhiều loại phô mai nữa nè. Đó, phô mai này trong hũ nữa nè các bạn.
Thì cái chỗ cửa hàng này là cái cửa hàng local, nó làm rất là đặc biệt nha các bạn. Làm đặc biệt lắm, cái phô mai của nó rất là ngon luôn á. Cửa hàng trang trí cũng dễ thương nha. Rồi, ok cả nhà ơi, thì tôi chỉ muốn dạo một vòng cửa hàng bán phô mai ở tiểu bang Mississippi, mà cái này là hàng local của Mississippi, mà của Mississippi State nha, hàng của Mississippi State. Thì cho các bạn xem là nó như thế nào. Thì mai mốt ai mà muốn mua phô mai á, thì cứ vào đây mà mua thử phô mai trong đây đi, tại vì vô thấy là phô mai nó ngon, vô kén lắm luôn. Và vô ăn được phô mai này thì vô nghĩ là chắc các bạn sẽ thích nha. Rồi vô chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye.